Cầu nguyện sống tôi sẽ gần khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi cầu sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho đến khi chờ tôi chừng ấy. Chúng ta lớn lòng Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cha yêu thương, là Cứu Chúa duy nhất, là Thánh Linh toàn năng toàn quyền, và luôn luôn ở với chúng con, dạy dỗ dẫn dắt chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài chăm sóc chúng con suốt trong một tháng qua. Hôm nay Chúa Nhật đầu tháng 8 này, chúng con được bước vào trong đền thờ để thờ phượng Chúa. Chúng con Ngài xin Thánh Linh của Ngài chạm vào mỗi lòng chúng con, khi chúng con hát, khi chúng con nghe tiếng Chúa, và khi chúng con dâng lên cụ thể với tấm lòng biết ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có mặt trong giờ này. Bây giờ chúng con cầu nguyện cho các con có cái Chúa trên đường đi đến đây. Xin Chúa nhận đưa đến trong sự bình yên để hết cả chúng con cùng nhau thờ phượng Chúa. Chúng con kính dâng lòng chúng con và dâng chương trình thờ phượng trong tay Chúa, và hiện chúng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và có thầy Thiên Anh cũng từ ở Việt Nam Hội Thánh Sông Đầu, con của một sư bạn của tôi. Xin mời thầy Thiên Anh cũng đây anh. Ngoài ra chúng ta biết có thầy Lý, và dĩ nhiên là có thầy Luân, tức là Đương Học, và cũng đã hiện tác hầu của Chúa ở đây trong chức vụ của Chúa Giang Trọ. Như vậy thầy Cường muốn nói một vài lời gì nhé, trong sự hạt như thế nào để cho Hội Thánh biết để biết không? Cảm ơn Chúa và Chúa cho con được qua đây được thành phố Hồng Tử. Thì trong 4 Hồng Tử đó thì Chúa cho ban đầu là 6 tháng là ở bên Tô Liên. Thì trong 6 tháng đó thì công việc hàng ngày thì 8 giờ sáng đi rồi 8 giờ tối về rồi ngủ, cũng giống như một trình tự vậy, cũng một chương trình vậy. Thì trong một khoảng thời gian như vậy thì thế nó không có nghĩa, và sau đó thì chính vì cái sự kêu gọi của Chúa vào năm 2008 đã thôi thúc, và khi mà có sự thôi thúc như vậy thì ao ước mong muốn là học hỏi được lời của Chúa. Thì đây đi mạng sự thì thấy có hai người những điều đó. Tôi thấy đó là chỉ trong cái ơn thương xót của Chúa và trong tình yêu của Chúa đã đối đãi và đã thương xót. Thì bên cạnh đó thì cũng có một số người nữa, một số anh chị em khi mà ngày đầu tiên khi mà đến đây thì đang ngồi ở phía trước cái ghế đó, thì có một chị chạy đến rúi vào trong cái người của mình $100. Thì đó là cái sự thương xót của Chúa. Lẽ ra thì qua bên đây đã qua bên đất Mỹ rồi thì phải sống và có thể nó giống như người Mỹ vậy, nhưng mà cảm ơn Chúa một điều là Chúa cho chọn cái cơ hội để học hỏi lời của Chúa. Cho nên trong những năm tháng vừa qua thì không chỉ cảm nhận được ơn thương xót của Chúa và trên cái sự học hỏi lời của Chúa dạy dỗ và Chúa uốn nắn đời sống của mình, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa là thông qua cái sự phục vụ học Chúa và trong ban thi thì cũng có sự khích lệ và sự cảm nhận. Cũng như mục sư cũng nhiều lần kêu gọi đến đối chuyện với nhau, mục sư trò chuyện, mục sư có thể chia sẻ rất là nhiều cái vấn đề mà cái người trẻ thường hay có phạm, và mục sư cũng có sự cầu nguyện cho chúng con hàng tuần. Cho nên nhân dịp đây, lẽ ra thì năm trước đã dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa đối với Hội Thánh cầu nguyện, cũng như đối với Hội Thánh chiếu cố, đối với Hội Thánh giúp đỡ rất là nhiều, nhưng mà trong thời gian này mục sư có cơ hội để có thể bày tỏ về cái lòng biết ơn của mình đối với là hết thảy những người trong con cái Chúa trong Hội Thánh, và đặc biệt là những người lớn tuổi đã
yêu thương và đã cầu nguyện rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Chúa biết đấy thôi. Trước hết tôi có lời cảm ơn mục sư đã cho phép các bạn đến đây. Xin chào mục sư quản nhiệm hội thánh, tất cả quý tôi tới Chúa cùng toàn thể con gái của Chúa và thánh. Tôi là cảm ơn Chúa vì như mục sư nói thì tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình của một người hầu việc Chúa. Ba tôi đến quản nhiệm tại hội thánh mà mục sư Đài đã từng quản nhiệm tại Việt Nam. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình của người hầu việc Chúa, nhưng đến năm 17 tuổi thì tôi mới thực sự tiếp nhận Chúa trong đời của mình. Và lúc đó tôi không theo tôn giáo của gia đình, nhưng tôi tiếp nhận Chúa trong đời của mình. Và kể từ lúc tôi dân mình trở thành con gái của Chúa, trở thành con gái của Chúa, thì tôi có một ước muốn, tôi suy nghĩ đến gì?